Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với video của mình. Ở những video trước thì có thể là mọi người biết đến mình chỉ thông qua cái tên cũng như là cái mã số sinh viên của mình, và sau đó thì mình đi luôn vào cái phần nội dung của bài học cũng như là cái bài tập hay là những cái kiến thức mà mình muốn chia sẻ với mọi người. Thì có thể là chúng ta chưa hiểu về nhau nhiều hơn. Ở trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chỉ giới thiệu về bản thân mình thôi, để mọi người có thể hiểu thêm về con người của mình, về cái tính cách cũng như là những cái thông tin cơ bản của bản thân mình. Và cũng mong rằng sau video này thì mọi người có thể giới thiệu về bản thân mọi người ở phía bên dưới video, để mà thông qua đó mình cũng có thể biết thêm về bản thân của mọi người. Đầu tiên thì mình xin giới thiệu một chút, mình tên là Nguyễn Thị Kiều, hiện tại là sinh viên khóa 3 của trường đại học EdX. Mã số sinh viên của mình là CUV021HP026. Mình có một cái sở thích, có thể là đối với mọi người thì cái sở thích này nó khá là đặc biệt, bởi vì cái sở thích của mình là mình rất là thích chơi game. Và thường thì nhiều người người ta thường nghĩ là những người thích chơi game thì thường chỉ là con trai, bởi vì con trai người ta ham chơi, người ta không chăm chỉ như con gái thì hay chơi game nhiều hơn. Tuy nhiên thì mình cảm thấy là bản thân mình là con gái, mình chơi game cũng không có cái vấn đề gì cả. Mình cảm thấy là xã hội của con người bình đẳng, và con người thì ai như nhau, ai cũng có những cái sự căng thẳng cũng như là những cái sự stress riêng của bản thân mình. Và khi mà chúng ta gặp những vấn đề căng thẳng ấy, chúng ta cần phải làm thế nào để giảm bớt cái sự căng thẳng và sự stress của con người mình xuống. Thì cái cách mà mình giảm stress đó chính là mình sẽ chơi game. Và cái việc mà mình chơi game nó không ảnh hưởng đến bất kỳ cái vấn đề gì của mình cả. Nó không ảnh hưởng đến cuộc sống hay là công việc, học tập. Và khi mà mình chơi game thì mình cảm thấy nó rất là thoải mái. Mình có thể tiếp nhận được những cái sự tiêu cực của bạn bè ở trong game, để mà mình có thể làm cho cái cảm xúc của mình ngoài đời nó được cân bằng lại. Bên cạnh đó thì khi mà mình chơi game, mình có thể kết nối được bạn bè ở nhiều nơi, có thể là ở trong nước cũng như là cả ngoài nước, và mình có thể cải thiện được cái ngôn ngữ của mình như là tiếng Anh, tiếng Trung hay là thậm chí là cả tiếng Hàn, tiếng Thái, vân vân. Thì đấy là cái sở thích của mình. Và sở trường của mình, nếu mà nói về sở trường thì mình cảm thấy là rất là khó để mà nói là mình có sở trường là gì, bởi vì mình cảm thấy là mình cũng không biết là bản thân mình giỏi về cái gì hơn. Tuy nhiên thì nếu mà xét về phía cạnh nghệ thuật thì mình cảm thấy là mình sẽ giỏi nhảy múa hơn là ca hát. Mình có một cái ưu điểm đó là trí nhớ của mình khá là tốt, cho nên là khi mà mình tập múa hay là tập nhảy, mình có thể thuộc động tác rất là nhanh và nhớ động tác rất là lâu, rất là kỹ. Cho nên là mình thường xuyên tham gia những cái hoạt động nghệ thuật của trường, của lớp. Thế nhưng mà mình chỉ tham gia ở khía cạnh là nhảy và múa thôi, chứ mình không tham gia về bên ca hát, bởi vì mình cảm thấy là cái giọng hát của mình khá đại trà, nó không được hay. Mẹ mình có một cái giọng hát rất là hay, tuy nhiên thì khi mà sinh mình ra thì mình không được thừa hưởng bất kỳ một cái gen nào về cái giọng hát đấy của mẹ mình cả. Cho nên là mình khá là tự ti về cái giọng hát của mình. Vậy cho nên mình rất là ít khi mà mình cất tiếng hát ở những cái nơi đông người hay là nơi công cộng. Thì đấy là về cái sở trường của mình ở khía cạnh nghệ thuật. Còn đối với cuộc sống bình thường thì mình cảm thấy là mình có một sở trường, đó là mình có thể nấu ăn. Và cái trình độ nấu ăn của mình thì có thể là tùy vào sự đánh giá của mỗi người, nhưng mà mình cảm thấy là nó cũng không đến nỗi quá tệ. Tuy nhiên thì nó lại có một cái khuyết điểm, đó là mình có thể đứng ở trong bếp hàng giờ để mà nấu ăn, nhưng mình sẽ không ngồi rửa bất kỳ một cái bát nào. Thì đấy là cái khuyết điểm của bản thân mình, và mình tự nhận đó là một cái khuyết điểm mà mình cần phải cải thiện. Thì đó là những cái sở trường sở đoản cũng như cái sở thích của mình. Và mình có một cái châm ngôn sống, đó là mình sống là chính mình sống trong cuộc đời của mình, không phải cho người khác. Con người của chúng ta thì sống dựa trên những cái lời khen chê, những cái sự kỳ vọng cũng như là mong muốn của mọi người xung quanh.
nếu như mà người ta chê chúng ta làm như vậy là không hay, không tốt, thì đó là theo người ta cảm thấy như vậy. Tuy nhiên thì mình cũng không nhìn nhận xem là đối với mình thực sự nó có tốt hay không, mà mình sẽ dựa vào cái lời chê của người ta để mà mình có thể là dừng luôn cái hành động của mình và mình sẽ không bao giờ làm nữa. Thì nếu như mà chúng ta cứ luôn sống như thế thì đó là chúng ta đang sống bởi người khác, chúng ta sống dựa trên người khác chứ không phải là sống cho chúng ta. Những điều chúng ta thích có thể là người ta không thích, nhưng mà người ta không thích thì nó cũng chẳng liên quan đến mình, và mình phải thay đổi cái sự yêu thích của mình cả. Mình có thể hoàn toàn vẫn cứ làm việc đó như vậy và mặc kệ là người ta nói. Khi mà chúng ta nhìn thấy người ta khen một người nào đó hay là đề cao người đấy thì chúng ta cảm thấy là người đấy rất là giỏi và chúng ta học tập theo người đấy. Khi mà chúng ta học tập theo họ như vậy thì nó là cái việc mà chúng ta đang sống trên cái cuộc sống của người khác. Ví dụ như khi mà chúng ta làm theo họ và chúng ta được khen, chúng ta được mọi người xung quanh yêu quý, thì đó là cái sự yêu quý của mọi người không phải là dành cho chúng ta, mà là dành cho cái hành động mà chúng ta làm giống cái người mà họ đã yêu quý sẵn rồi và họ đã đề cao sẵn rồi. Thì đấy là một cái sự yêu quý mà nó không thuộc về bản thân mình, đó là của người khác và mình chỉ đang mượn nó thôi. Khi mà chúng ta sống như thế là chúng ta đang sống trên một cái bóng của người khác và chúng ta trở thành một cái bản phách, một cái bản hàng nhái của người ta. Mỗi con người sinh ra trên thế giới này đều là một bản tính tự riêng và chúng ta hoàn toàn có thể trở thành một cái con người mà độc nhất vô nhị, có một không ai như thế giới này. Chúng ta chỉ là chính chúng ta thôi. Thế ra chúng ta có thể sống theo cái cuộc đời người khác làm gì? Khi mà chúng ta có thể sống bởi chính mình, sống cho chính mình, thì chúng ta sẽ cảm thấy cuộc đời này nó sẽ rất là tươi đẹp và nó sẽ là một cái màu hồng riêng cho chúng ta. Mặc dù là có thể là người ta không thích, người ta cảm thấy là cái việc mà chúng ta làm nó có thể là người ta kỳ thị cái việc của mình làm. Tuy nhiên thì người ta kỳ thị đó là việc của người ta, người ta không thích đó là việc của người ta, và khi mà người ta có suy nghĩ như thế thì người ta sẽ cảm thấy khó chịu trong người chứ không phải là chúng ta. Và chúng ta được sống với chính mình thì chúng ta sẽ cảm thấy vui vẻ và chúng ta sẽ cảm thấy thoải mái, tinh thần chúng ta sẽ thư thái hơn rất là nhiều. Khi mà chúng ta sống ở trên thế giới rất khó để mà định nghĩa con người chúng ta như thế nào. Mình nên là mới định hiểu, tuy nhiên không phải là chỉ có riêng mình tên là mới định hiểu, mà có rất nhiều người có tên như thế. Mình không thể nào mà để cho người khác biết được là Nguyễn Thị Kiều này như thế nào, là ai. Và để mà chúng ta có thể biết được bản thân mình là ai, như thế nào, thì là phải dựa vào cái sự đánh giá và ánh mắt của người khác. Vậy thì cái việc mà chúng ta thay đổi bản thân mình đó là chúng ta sẽ thay đổi cách nhìn của người khác đối với chúng ta, và chúng ta sẽ trở thành một con người chính mình ở trong mắt của người khác. Thậm chí là mặc dù là có thể nó hơi điên dại một tí, thế nhưng chúng ta cảm thấy vui vẻ với trung tâm của chúng ta. Chúng ta sống là chính mình, tại sao chúng ta cứ phải sống theo cái ý người khác làm gì, đúng không? Bản thân mình thì từ bé đến lớn cuộc sống của mình rất là bình dị và nó không có những cái biến cố lớn ở trong cuộc đời. Ở trong mắt của thầy cô cũng như là cha mẹ thì mình luôn luôn là một đứa con ngoan trò giỏi. Có những người mà người ta ở trong làng sẽ có một số người, người ta sẽ lấy mình để làm cái chuẩn, để dạy cho người ta. Tuy nhiên thì cái cách nhìn đó của họ lại không phải thực sự là con người của mình. Bố mẹ đặt tên cho mình là Nguyễn Thị Kiều, tức là mong mình sẽ là một con người thủy mị nhân na, kiều diễm duyên dáng. Tuy nhiên thì cái tính cách của mình theo với cái sự đánh giá cũng như cái sự tự nhìn nhận bản thân của mình thì mình cảm thấy là mình là một con người hay nói, và những người mà tiếp xúc lâu với mình, bạn bè xung quanh chơi thân với mình thì sẽ cảm thấy là đôi khi
mình cảm thấy là đối với cái tính cách của mình khá là nóng tính, và mình đôi khi mình rất khó để mà kiềm chế cái cảm xúc của mình. Khi mà đứng ở trên lớp dạy các em sinh thì có thể là khi ấy mình sẽ hiển thị và có thể là sẽ điềm tĩnh một chút. Tuy nhiên nếu như mà để mà mình cầm tay chỉ với em thì đối với những cái bài toán nó dễ mà các em không làm được thì mình sẽ cảm thấy rất là khó chịu và mình rất là bực mình, bởi vì có thể là mình không thể nào thấu hiểu được cái sự khó khăn trong cái việc giải bài tập của những em học sinh. Theo đó thì mình cảm thấy là cái bài toán dễ như này mà không làm được thì mình rất là khó chịu và có thể có những lời nói nó rất là nặng. Khi ấy thì sẽ khiến cho các học sinh cảm thấy rất là sợ và không thích mình. Thì mình cảm thấy là đối với cái tính cách mình là nóng như thế, nếu mà mình là một giáo viên thì có khả năng là sẽ bị phụ huynh kiện rất là nhiều. Cho nên là mình đã nói với bố mẹ mình rằng là mình không muốn trở thành một giáo viên. Và khi ấy thì mình đang nhen nhóm cái một cái niềm đam mê đối với những nghề kinh tế, và mình đã điền nguyện vọng vào khá là nhiều trường có ngành kinh tế ở Hà Nội, ví dụ như ở những cái trường về tài chính ngân hàng hay là kế toán vân vân. Tuy nhiên thì bố mẹ mình vẫn khăng khăng mong muốn mình sẽ trở thành một giáo viên đứng trên bục giảng, và có thể là nó hơi nặng một tí, tuy nhiên là vẫn yêu cầu mình điền vào những cái trường có ngành sư phạm. Và khi đấy thì mình cảm thấy là bố mẹ mình không hiểu mình, và bố mẹ mình đang kìm hãm mình, đang chèn ép mình và ép buộc mình sống theo cái sự mong muốn của bố mẹ. Bố mẹ mình nói là bởi vì cái sức khỏe của mình nó khá là yếu, cho nên là mong muốn rằng mình sẽ có thể trở thành giáo viên để mà công việc của mình nó sẽ nhẹ nhàng và nó yên bình hơn. Tuy nhiên thì mình không thích nghề đó, cho nên mình đã khóc rất nhiều. Và mình cảm thấy là khi ấy mình đang không được sống với chính mình. Mình không được là chính mình. Nếu như là mình phải đi theo cái con đường của mẹ mình đã chọn và mình phải làm cái nghề giáo viên thì mình cảm thấy nó rất là buồn tẻ và rất là khó chịu. Mình sẽ không thể nào có tâm huyết đối với nghề được, bởi vì mình hoàn toàn không đã mất đi cái niềm đam mê của cái nghề đấy rồi. Mình đã mất đi cái sự ham muốn của cái nghề đấy rồi, thì mình không thể nào có cái niềm đam mê mãnh liệt để mà có thể mà truyền tải tri thức hay là dạy hết tâm huyết của các em sinh được. Cho nên mình đã không nhiều, và khá là may mắn là cái điểm số của mình khi mà mình thi tốt nghiệp nó không đủ để đỗ vào cái trường sư phạm. Cho nên là mình đã có thể tự do điền nguyện vọng vào những trường kinh tế và mình đến với môn trường đại học EDX. Thì đó là cái quãng thời gian mà mình cảm thấy là nó có biến cố lớn nhất trong cuộc đời mình từ trước bây giờ. Và trong khoảng thời gian đấy mình đã nảy sinh được cái trong môn sống của mình, đó là mình sống với chính mình. Và vừa rồi là toàn bộ những cái thông tin về bản thân mình, sở thích, sở trường cũng như là cái quan niệm sống trong môn sống của mình. Hy vọng rằng sau video này mọi người có thể comment phía bên dưới giới thiệu về bản thân mọi người, những sở thích, những cái sở ghét của mọi người để chúng ta có thể tìm được những người có cùng sở thích với nhau, chúng ta có thể kết bạn được nhiều hơn nữa ở trên